Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 19 tháng 4 năm 2023, cả nước ghi nhận thêm 2.159 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc của Việt Nam từ đầu dịch đến nay hơn 11,5 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong những ngày gần đây, theo dữ liệu hàng ngày từ Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng từ hơn 260 ca ngày 12 tháng 4 đến 2.159 ca ngày 19 tháng 4. Riêng từ ngày 15 đến 16 tháng 4, số ca mắc mới có giảm nhưng rất ít, sau đó tiếp tục tăng mạnh. Trong ngày 19 tháng 4, các sở y tế báo cáo có 209 bệnh nhân tại các tỉnh thành được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, hơn 10,6 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi. Tại các đơn vị điều trị đang có 111 bệnh nhân COVID-19 thở oxy, trong đó 88 ca thở oxy qua mặt nạ, 9 ca thở oxy dòng cao HFNC và 14 ca thở máy xâm lấn. Liên tục từ đầu năm 2023 đến nay, trong nước không có ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 26 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong tại nước ta xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Về tiến độ tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế cho biết ngày 18 tháng 4 có 12.888 liều được tiêm. Như vậy, tổng số hơn 266 triệu liều đã tiêm cho người dân trên cả nước từ đầu chiến dịch tiêm chủng đến nay. Trong đó, hơn 223 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, gần 24 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và hơn 18,6 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Về diễn biến dịch bệnh tại các địa phương, tại tỉnh Đắk Lắk, thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, địa bàn vừa ghi nhận nhiều học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Trương Vương thuộc phường Thành Công dương tính với COVID-19. Ngày 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch nhằm mục tiêu phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho tất cả các nhóm đối tượng tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố cho biết trong ngày 19 tháng 4 có 47 ca mắc COVID-19, cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay, cao gấp 3 đến 4 lần so với các ngày liền kề. Trong số đó có 27 ca nhập viện. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù số ca mắc COVID-19 nhập viện điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh hiện bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng hầu hết tập trung ở người cao tuổi. Cùng với đó là sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm, từ 98,7% vào tháng 9 năm 2022, hiện còn 94,2%. Do đó, người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 2K là khẩu trang, khử khuẩn và vaccine. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh dự báo cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ dài cuối tháng 4 năm 2023. Sự gia tăng đi lại, giao lưu, tiếp xúc sẽ có nguy cơ làm mức độ lây nhiễm COVID-19 tăng cao. Ngành y tế kêu gọi người dân không hoang mang nhưng cũng không lơ là chủ quan, tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19, có ý thức trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.